Xin chào quý vị bạn, tôi đang có mặt tại Toyota Thăng Long và hôm nay thì tôi muốn gửi đến quý vị bạn một chiếc xe có thể nói trước đây nó chính là huyền thoại của Toyota tại Việt Nam. Tuy nhiên thì gần đây nó có dấu hiệu vắng bóng trên thị trường, một phần là do mức giá khá cao. Đó chính là chiếc Toyota Altis và phiên bản hôm nay tôi muốn giới thiệu đó chính là chiếc Altis 1.8e số tự động. Có thể coi là số tự động bản thiếu các bạn nhé, còn 1.8G sẽ là bản đủ. Ở phiên bản thiếu này thì sẽ lược bỏ một số các option mà lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt. Tôi muốn nói về giá bán của chiếc Altis này. Hiện tại thì mẫu xe này đang được niêm yết với mức giá là 733 triệu. Tuy nhiên là trong tháng 7 và tháng 8 này thì Toyota Việt Nam có hỗ trợ một chương trình thuế trước bạ lên đến 40 triệu. Cùng với đó là giảm giá của nhà máy cũng như là hỗ trợ từ đại lý. Do đó là mức giá 733 triệu chỉ là giá niêm yết thôi. Còn giá bán thực tế vào thời điểm này nó rơi vào khoảng tầm 670 triệu trên toàn quốc và bạn sẽ được tặng thêm một gói phụ kiện trị giá 10 triệu nữa, bao gồm là bọc ghế da, dán phim cách nhiệt và trải sàn da. Đây chính là tổng thể của chiếc Corolla Altis này. Ở phiên bản 2019 này thì chiếc Toyota Altis được trang bị một cái kích thước tổng thể rất là lớn, đó chính là 4620 mm chiều dài, 1775 mm chiều rộng và 1460 mm chiều cao. Nó không quá là bề thế, tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy sơ lược về ngoại hình nó cũng rất là cách tân và thể thao. Càng ngày mẫu xe này thì càng trẻ hơn. Ở trong không gian nội thất thì xe sẽ có cái mức không gian cơ sở, chiều dài cơ sở là 2700 mm, rất dễ bố trí cái không gian nội thất. Nên là thực tế thì nội thất của chiếc Altis nó vẫn rộng rãi nhất phân khúc, nó cho cái khoảng để chân thoải mái cũng như là cái phần trần xe rất là cao. Hàng ghế thứ hai thì cũng được tích hợp sẵn thêm cả cái kệ tì tay cũng như là cái khay để cốc, 3 tựa đầu cho đủ cả 3 hàng ghế và dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các vị trí. Ghế của Altis thì như các bạn đang thấy rất là rộng, mênh mông luôn đó, để chân thoải mái. Hơi đáng tiếc một chút khi mà nội thất của chiếc Altis phiên bản thiếu này thì chúng ta sẽ hoàn toàn là ghế chỉnh cơ và là ghế nỉ hết các bạn nhé. Chiếc Altis phiên bản thiếu này sẽ chỉ cắt bớt một số các option liên quan thôi. Ví dụ như là chúng ta sẽ không có cái đầu DVD này, chúng ta không có camera lùi, không có chìa khóa thông minh. Đấy, và ghế thì vẫn là ghế nỉ chứ không phải là ghế da. Bù lại thì cái hệ thống an toàn trên xe vẫn được giữ nguyên. Chúng ta sẽ có 7 túi khí xung quanh xe này, cân bằng điện tử này, đấy, phanh ABS, EBD, rồi là hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA. Đấy, cùng với đó là khung xe qua hấp thụ xung lực va chạm, và chúng ta cũng có thêm một số cái hệ thống khác, ví dụ như kiểm soát lực kéo hoặc là cái tựa đầu chống gãy đốt sống cổ. Phần option giải trí thì chiếc xe này hơi đơn điệu một chút khi chỉ được trang bị cái đầu CD, một đĩa, 4 loa và cũng có đầy đủ tất cả cổng kết nối. Ở hệ thống điều hòa thì mặc dù chỉ được trang bị điều hòa chỉnh cơ thôi, nhưng mà các bạn yên tâm là điều hòa của chiếc Altis này rất là tốt. Có lẽ là một trong những chiếc xe mà có điều hòa tốt nhất thị trường ở thời điểm hiện tại. Chiếc Altis phiên bản này thì cũng đã có nhiều sự thay đổi so với bản cũ. Tuy nhiên là cái mức giá 733 triệu nếu chưa giảm thì sẽ làm nhiều khách hàng phân vân. Tuy nhiên ở mức giá 670 triệu như hiện tại thì thật sự Altis 1.8 này cũng là một sự lựa chọn không tồi. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu xe mà có thương hiệu lớn này, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ trong vận hành và đặc biệt là rất là rộng rãi. Altis thì sẽ rộng nhất cái phân khúc C này. Nó rộng hơn rất nhiều so với Elantra, Cerato hay là Mazda 3. Bù lại thì cũng phải đánh đổi, đó chính là cái option thì sẽ hơi thiếu thốn một chút. Mọi thông tin chi tiết về mẫu xe này, quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline tôi đã đính kèm video miền Nam về miền Bắc để tiện tư vấn cho khách hàng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.